xem tuổi sông nhà, sông đất năm 2024 cho gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, mang bình an, may mắn, phú quý trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất hợp mệnh nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời, thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó. Sau đây là 10 tuổi sông đất tốt đổi với gia chủ tuổi trên môi, sinh năm 1967, vào đầu năm mới 2024 như sau. Tuổi kỷ hại sinh năm 1959 tốt. Tuổi nhầm Tý sinh năm 1972 tốt. Tuổi nhầm ngọ sinh năm 2002 tốt. Tuổi canh thân sinh năm 1980 khá

tội Cấy Môi sinh năm 1979, 6. Tội Quỷ Hải sinh năm 1983, 6. Tội Bĩnh Dân sinh năm 1986, 6. Tội Tăng Môi sinh năm 1991, 6. tuổi Đinh Môi sinh năm 1967, 6. Và tội bính Thân sinh năm 1976, 6 phân tích mỗi quan hệ sùng khắc cho 10 tuổi sông đất tốt đối với gia chủ tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, vào đầu năm mới 2024 như sau. Một, người sông đất sinh năm 1959, tức tuổi kỷ hợi, mệnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành thủy của gia chủ vì thủy sinh mộc rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thìn vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là kỹ không xung khắc không tương hợp với thiên can đinh của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là kỹ tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là hại đạt tam hợp hại mạo môi với địa chi môi của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là hại không xung không hợp nhau với địa chi thần của năm giáp thân chấp nhận được. Tổng điểm 17 trên 20 tốt. hai Người sông đất sinh năm 1972, tức tuổi nhâm tỷ mệnh mộc ngũ hành tuổi song nhà là mộc tương sinh với ngũ hành thủy của gia chủ vì thủy sinh mộc rất tốt ngũ hành tuổi song nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt thiên can tuổi song nhà là nhâm tương hợp với thiên can đinh của gia chủ rất tốt thiên can tuổi song nhà là nhâm không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân chấp nhận được Địa chi tuổi xong nhà là tỷ phạm lục hại, tỷ hại mùi và địa chi mùi của gia chủ không tốt. Địa chi tuổi xong nhà là tỷ đạt tam hợp, thần tỷ thành và địa chi thành của năm giáp thành rất tốt. Tổng điểm 16 trên 20 tốt. 3. Người sông đất sinh năm 2002, tức tuổi nhâm ngọ, mệnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành thủy của gia chủ vì thủy sinh mộc rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh vi ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt thiên can tuổi sông nhà là nhâm tương hợp với thiên can đinh của gia chủ rất tốt thiên can tuổi sông nhà là nhâm không xung khác không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân chấp nhận được địa chi tuổi sông nhà là ngọ đạt lục hợp ngọ hợp mùi với địa chi mùi của gia chủ rất tốt địa chi tuổi sông nhà là ngọ không xung không hợp nhau với địa chi thành của năm giáp thân chấp nhận được tổng điểm 16 trên 20 tốt 4. Người sông đất sinh năm 1980, tức tuổi canh thân, mệnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc, tương sinh với ngũ hành thủy của gia chủ vì thủy sinh mộc rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là canh, không xung khắc, không tương hợp với thiên can đinh của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là canh, trực xung với thiên can giáp của năm giáp thân không tốt. Địa chi thổ sông nhà là thân, không xung, không hợp nhau với địa chi môi của gia chủ chấp nhận được. Địa chi thổ sông nhà là thân, đạt tam hợp, thân tỷ thân với địa chi thành của năm giáp thình rất tốt. Tổng điểm 15 trên 20 khá. năm người sông đất sinh năm 1989, tức tuổi kỷ tỵ mạnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành thủy của gia chủ vì thủy sinh mộc rất tốt. Ngũ hành tổ sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thân, vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tổ sông nhà là kỹ không xung khắc không tương hợp với thiên can đinh của gia chủ, chấp nhận được. Thiên can tổ sông nhà là kỹ tương hợp với thiên can Giáp của năm Giáp Thân rất tốt. Địa chi tổ sông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mùi của gia chủ, chấp nhận được. Địa chi tổ song nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Thân của năm Giáp Thân, chấp nhận được tổng điểm 15 trên 20 khá. 6. Người sông đất sinh năm 1951, tức tuổi Tân Mão, Mệnh Mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành thủy của gia chủ vì thủy sinh Mộc rất tốt, Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thìn vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân trực xung với thiên can đinh của gia trụ không tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân không xung khác không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là mão đạt tam hợp hỏi mão mùi với địa chi mùi của gia trụ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là mão phạm lục hại mão hải, hải thần với địa chi thần của năm giáp thìn không tốt tổng điểm 14 trên 20 khá. 7. Ngôi sông đất xanh năm 1981 tức tuổi tân dầu mạnh mộc Ngũ hành tổ sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành thủy của gia chủ, vì thủy sinh mộc rất tốt. Ngũ hành tổ sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thân, vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tổ sông nhà là tân trực xung với thiên can đinh của gia chủ không tốt. Thiên can tổ sông nhà là tân không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm Giáp Thân, chấp nhận được. Địa chi tổ sông nhà là dậu không sung không hợp nhau với địa chi môi của gia chủ, chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là dậu, đạt lục hợp, thần hợp dậu với địa chi thần của năm giáp thần rất tốt. Tổng điểm 14 trên 20 khả. 8. Người sông đất sinh năm 1950, tức tuổi canh dân, mệnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành thủy của gia chủ phi thủy sinh mộc rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là canh không xung khắc không tương hợp với thiên can đinh của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là canh trực xung với thiên can giáp của năm giáp thân không tốt. Địa chi tuổi sông nhà là dần không xung không hợp nhau với địa chi môi của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là dần không xung không hợp nhau với địa chi thần của năm giáp thân chấp nhận được tổng điểm 13 trên 20 khá chính người sông đất sinh năm 1992, tức tuổi nhầm thân. Mệnh Kim. Ngũ hành tuổi sông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành thủy của gia chủ vì thủy sinh Kim rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là Kim xung khắc với ngũ hành hỏa của năm giáp thìn vì hỏa khắc Kim không tốt. Thiên can tuổi sông nhà là Nhâm tương hợp với thiên can đinh của gia chủ rất tốt. Để chi Tổ song nhà là thân, không xung, không hợp nhau với địa chi mồi của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi song nhà là nhâm, không xung khác không tương hợp với thiên can giáp của năm Giáp Thìn, chấp nhận được. Địa chi tổ song nhà là thân, đạt tam hợp, thần tỷ thân với địa chi thìn của năm Giáp Thìn rất tốt, tổng điểm 13 trên 20 khả. 10. Người sông đất sinh năm 1947, tức tuổi Đinh Hợi, mệnh Thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ xung khắc với ngũ hành thủy của gia chủ vì thổ khắc thủy không tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can đinh của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là hỏi đạt tam hợp hỏi mão mùi với địa chi môi của gia chủ rất tốt. Để chế tổ xong nhà là hỏi, không xung, không hợp nhau với địa chỉ thần của năm giáp thần chấp nhận được. Tổng điểm 12 trên 20 trung bình.